Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Ở trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận được token LILA nhé. Dự án này sẽ có 2 row. Ok, với dự án này thì mọi người có hai cái link để mọi người làm AirDrop nhé, hai cái form khác nhau nhé. Ở đây mọi người sẽ vào một link ở trên biểu mẫu glm.io và một link ở trên Telegram nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người làm trên Telegram, còn biểu mẫu của Glam thì anh em có thể vào link dưới phần mô tả để mọi người làm thêm chương trình AirDrop này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm ở trên Telegram này. Sau khi vào link dưới phần mô tả thì mọi người sẽ bấm vào Send Messenger. Rồi sau đây bấm Start cho mình. Ok, sau bấm giới AirDrop. Rồi, ở đây mọi người join vào kênh Telegram Group và kênh Channel Telegram. Ok, ở đây bấm join vào, sau đấy mọi người nhập mã captcha cho mình nhé. Năm còn năm 10. Ok, quay trở lại, tiếp tục ra vào kênh trên Telegram. Bấm join cho mình. Ok, quay trở lại, follow Twitter. Sau đó kéo xuống dưới này, bấm thích này, retweet là kênh Twitter. Ok, quay trở lại Telegram, tiếp tục ra vào kênh Discord cho mình. À, bấm retweet đó. Sau đấy mình nhập mã captcha. Book. Kỳ hộp đúng không? Rồi sẽ nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok, địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask của mọi người nhé. Ở đây copy địa chỉ ví ETH cũng được mà địa chỉ Binance cũng được nhé. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi ở đây copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây. Ok, tiếp theo là retweet link mở bài đăng lên. Ở đây mà copy cái username này cho mình này, sau đấy retweet lại nhá. Idolau. Bấm thích này. Retweet này. Để chấn tweet này. Đây. Sau đây bấm tweet lại. Đồng thời bấm tweet xem cho mình. Bấm sao chép link. Ok. Gửi link vào đây. Rồi, ở đây join vào kênh Discord. Mở don lên. Join vào kênh Discord này. Bấm chấp nhận lời mời. Chat cho mình một từ. À, phải tích vào đây đó. Rồi, sau đây bấm phăng phải này. Bấm vào avatar này. Ở đây mọi copy cái username của mọi người nhé. Đây, copy username để mọi người sẽ gửi. Đây cần verify không ta? Không cần đúng không? Copy username của kênh Discord mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Rồi, ở đây bấm join vào kênh Telegram. Đã join, bấm don. Retweet bài đăng ở trên Twitter, mọi người sẽ bấm vào.
Ở đây mọi người tìm đến dự án này, mọi người follow này, like, retweet này. Ok, quay trở lại. Bấm vào Don. Rồi, sau khi bấm Don xong thì mọi người sẽ có link rớt, mọi người chia sẻ bạn bè, người thân để kiếm thêm token. Bấm My Menu, sau đó bấm My Balance, check số dư nhé. Đấy, với dự án này thì mọi người sẽ nhận được là 2.000 token ILA này. Và thứ hai nữa là cái dự án này nó sẽ có ở... Ở đây cần mọi người verify à? Cái này mình verify rồi. Rồi, với cái dự án này thì mọi người sẽ có một link form ở trên trên này nữa mọi người nhé. Đây, link ở trên biểu mẫu glam.io nữa nhé. Thì mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả luôn để mọi người có thể làm hai nhiệm vụ nhé. Đây là một hai row khác nhau nhé mọi người nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận được token ILA. Cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.